Dạ chào anh chị, thì em là Hoàng Yến. Hôm nay thì em sẽ đứng cái lớp học ngày hôm nay ha. Thì trong quá trình mà lớp học diễn ra, nếu mà mình có những cái vấn đề gì mà bị ảnh hưởng về chất lượng của âm thanh hoặc là hình ảnh á, thì mình vui lòng liên hệ đến các bạn nhân viên hỗ trợ để các bạn hỗ trợ cho mình để mình tham gia lớp một cách tốt nhất nha. Dạ, thì trên màn hình đó là đang hiển thị số Zalo của em 0374422553. Thì Zalo em là Hoàng Yến. Trong quá trình mà mình buổi học diễn ra thì nếu như có vấn đề gì mà mình cần giải đáp hoặc là mình có thắc mắc gì cần giải đáp á, thì anh chị có thể comment lên đây để em hỗ trợ giải đáp cho mình, hoặc là mình có thể nhắn tin riêng qua Zalo để em hỗ trợ cho mình nha. Thì em cũng xin phép bắt đầu vào cái nội dung chính của ngày hôm nay luôn. Thì cái buổi học ngày hôm nay của chúng ta là top 10 xu hướng đầu tư cổ phiếu trong năm 2021. Thì lớp học này của mình sẽ có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là giới thiệu về sàn DKTrade. Nội dung thứ hai là top 10 xu hướng đầu tư cổ phiếu trong năm 2021, cũng là nội dung của buổi học hôm nay luôn. Nội dung thứ ba là thương vụ Siemens chia cổ tức. Thì đầu tiên á, em cũng xin giới thiệu về sàn DKTrade bên em. Thì trước khi mà mình muốn đầu tư vào một cái kênh đầu tư nào đó, thì mình sẽ luôn muốn tìm hiểu là cái nơi mà mình gửi gắm, nơi mà mình muốn đầu tư thì nó có xuất xứ như thế nào, và nó là ai, để cho mình an tâm hơn khi mà mình đầu tư vào. Thì em cũng xin giới thiệu luôn sàn DKTrade bên em là có trụ sở chính tại Anh Quốc, được cấp phép vào năm 2018 bởi FSA, và hiện tại thì đang trong quá trình xin giấy phép BaFin của Đức, và dự kiến là trong năm nay sẽ có giấy phép. Hiện tại á, thì sàn của em có điểm đánh giá trên Wiki là 7.68 điểm. Thì cái này á, thì chắc là khi mà các bạn nhân viên hỗ trợ mình á, trong quá trình hỗ trợ chắc là các bạn cũng đã có gửi qua cho mình xem rồi. Thì nếu mà anh chị nào mình chưa có những cái thông tin về sàn thì có thể liên hệ các bạn nhân viên để các bạn hỗ trợ gửi thông tin qua cho mình. Thì hiện tại á, là DKTrade hỗ trợ cho mình giao dịch trên nền tảng MT4 và MT5. Trong đó thì MT5 hiện tại là đang trong quá trình nâng cấp, cho nên là mình chỉ giao dịch trên phần mềm MT4 thôi anh chị nha. MT4 là phần mềm viết tắt của MetaTrader 4. Thì cái phần mềm này á, khi mà giới thiệu thị trường hoặc là khi mà các bạn hỗ trợ cho mình á, thì các bạn cũng đã có nó sơ qua rồi. Thì chắc là anh chị mình cũng biết tới cái phần mềm này rồi ha. Ngoài ra thì bên em thì cam kết sẽ khớp giá với thị trường, khớp lệnh tính bằng milli giây, không request, không lỗi giá. Thì ở đây á, là cái màn hình giao dịch của MT4. Ở đây như anh chị có thấy á, cái phần này nè, cái hình đầu tiên á, là cái phần mềm MT4 trên hệ điều hành Android. Khi mà mình tải về á, thì nó sẽ hiện ra cái màn hình chính như thế này. Ở cái màn hình chính như thế này á, thì nó sẽ hiện ra các cái sản phẩm và giá của sản phẩm. Trong đó thì cái dấu ba ba gạch ở phía trên cùng bên trái đây nè, khi mà mình bấm vào á, thì nó là nơi để mình đăng nhập vào các tài khoản của mình. Đây, khi mà anh chị bấm vào cái dấu ba gạch này á, thì nó sẽ hiện ra cái quản lý tài khoản như thế này. Khi mà mình bấm vào quản lý tài khoản á, thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình hiện đang có bên em ha. Còn đây á, là cái hình cuối cùng á, là cái cặp tiền EURGBB. Đây là cái hình thức đặt lệnh đó bên em. Hiện tại thì cổng thanh toán ở bên DKTrade là mình nạp rút tiền ở DKTrade là hoàn toàn miễn phí anh chị ha. DKTrade hiện tại thì đang hợp tác với Ngân Lượng để tạo ra cái giải pháp nạp rút tiền nhanh chóng liên kết với toàn bộ ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Có nhiều hình thức nạp tiền để mình vào vốn mình đầu tư ở bên em, như là mình nạp qua ATM nè, Internet Banking và ví điện tử. Trường hợp á, những cái anh chị nào mà mình không có dùng Internet Banking hoặc là mình không có dùng thẻ ATM á, thì mình có tiền mặt á, thì mình có thể ra ngân hàng mình chuyển khoản nha. Mình chuyển tiền mặt luôn.
Khi mà anh chị đã vào vốn rồi và mình đầu tư có lợi nhuận thì khi đó mình muốn rút tiền về tài khoản thì khi rút tiền á, tiền nó sẽ về thẳng tài khoản ngân hàng của mình luôn mà mình không cần phải mở tài khoản ngân lượng và thời gian rút tiền là trong vòng 24 giờ. À, thì đây là cái giao diện của DKTrade ở bên em. Ở đây á, anh chị muốn mở tài khoản á, thì mình sẽ bấm vào mở tài khoản Real. Mình chọn Fit giúp em. Và sau đó mình chọn MT4 rồi bấm kế tiếp. Rồi sau đó mình đăng nhập tất cả những cái thông tin này vào và bấm kế tiếp thì mình đã hoàn thành cái bước mà tạo tài khoản ở bên em rồi. Khi mà anh chị mở tài khoản ở bên em á, thì sẽ có một cái mail xác nhận gửi về cho mình. Ngoài ra, khi mà anh chị đã tạo tài khoản xong rồi thì mình phải thực hiện cái bước là xác nhận tài khoản để sau này mình rút tiền về á. Khi mà mình muốn xác nhận tài khoản á, thì mình phải bấm vào cái phần đăng nhập này nè. Anh chị để giúp em làm bấm bấm vào phần đăng nhập. Thì ở đây á, là em đã có đăng nhập vào một cái tài khoản rồi, tài khoản hiện có bên em luôn. Thì hiện tại cái tài khoản này á là khi mà mình muốn vào á để cho mình có thể rút tiền ra được á, thì khi mình vào mình bấm vào cái phần ví tiền này nè, bấm vào phần rút tiền giúp em và sau đó bấm phần đây. Ở phía trên á thì mình sẽ tải lên chứng minh nhân dân mặt trước, phía dưới là mình sẽ tải lên chứng minh nhân dân mặt sau. Thì khi mà mình đã đăng nhập hai mình đã gửi xác nhận hai cái mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân rồi á, thì sau này mình rút tiền á, mình chỉ vào và thực hiện lệnh rút thôi, mình không cần phải xác nhận lại nữa. Sẵn tiện nhân đây á, thì em cũng hướng dẫn cho mình để mình tải về cái MT4 trên máy luôn ha. Ở đây á, thì những anh chị nào mà mình đang dùng điện thoại iPhone hay là Samsung gì đó, nếu anh chị nào đang có sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android thì mình có thể lên CH Play mình tải về. Còn đối với những anh chị nào mình đang sử dụng hệ điều hành iOS á, thì mình lên App Store mình tải về. Còn riêng cái này á, thì khi mà anh chị bấm vào đây nè, bấm vào cái nền tảng đây nè, nó sẽ hiện ra MT4 trên máy tính và MT5. Thì mình bây giờ hiện tại là mình đang sử dụng phần mềm là MT4 thôi, thì đó mình bấm vào nè, MT4 trên máy tính và mobile thì nó sẽ hiển thị ra như vậy. Thằng này đâu không Hiện tại á, thì anh chị nào mà mình muốn tải cái MT4 về cho máy tính á, thì mình bấm và tải xuống cho PC. Còn anh chị nào á, mà mình muốn tải về cho MacBook á, thì mình bấm tải xuống cho MacBook. Thì sau khi mà anh chị tải cái MT4 về rồi á, ở trên máy tính á, thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Khi mà anh chị muốn ở đây á, là cái tài khoản đã có sẵn ở bên em rồi và bên em đã đăng nhập sẵn luôn để hỗ trợ cho mình á, thì ở đây á nó đã có một số các sản phẩm nè, như là Siemens, Apple hoặc là Boeing đấy, và ở đây á, thì cũng có lệnh giao dịch của các bạn luôn. Đây là cái lệnh giao dịch của Siemens. Ở đây anh chị nào á, mà mình muốn giao dịch trên MT4 trên máy tính á, và mình muốn giao dịch các cái sản phẩm mà chưa có hiển thị ở trên đây nè, thì mình bấm bấm chuột trái 2 lần và cái khoảng trống này giúp em thì nó sẽ hiện ra. Khi đó thì mình sẽ bấm tìm kiếm. Thì bây giờ em 5858. bây giờ em sẽ thử tìm kiếm một cái sản phẩm bên em.
Đây. Ở đây là em sẽ bấm tìm kiếm sản phẩm của Tesla ha. Thì đang đây bây giờ nó hiện ra nè. Ở đây là nó hiện giá mua và giá bán luôn. Anh chị nào mình muốn giao dịch ở trên đây á thì mình bấm chuột trái 2 lần vào cái sản phẩm đó, rồi sau đó là mình sẽ thực hiện đặt lệnh. Thì ở đây mình nhớ chỉnh lại khối lượng giúp em. Đây em sẽ chỉnh khối lượng là 10 cổ phiếu. Ở đây mình có thể nhìn thấy là lệnh bán bởi thị trường và lệnh mua bởi thị trường. Thì mình cũng biết đó, thị trường này là thị trường chứng khoán phái sinh và nó sẽ có hai cái lệnh là buy và sell đúng không? Thì cái phần xanh này là lệnh buy, phần đỏ này là lệnh sell. Buy là gì? Buy là nó tương ứng với xu hướng thị trường tăng. Tức có nghĩa là khi cái giá cổ phiếu của mình tăng lên đó, thì mình sẽ đặt cái lệnh buy này, nó tăng bao nhiêu mình lời bấy nhiêu. Còn bán bởi thị trường là xu hướng thị trường giảm. Khi thị trường giảm thì mình sẽ đặt lệnh sell, nó giảm bao nhiêu thì mình sẽ lời bấy nhiêu. Đấy. Thì hai cái nút lệnh này á, thì trong cái quá trình hỗ trợ cho mình á, thì các bạn nhân viên cũng đã có chia sẻ với mình rồi. Thì bây giờ em chỉ chia sẻ sơ lại thôi cho mình, để cho mình nắm rõ một xíu thôi ha. Thì bây giờ em sẽ đặt lệnh mua bởi thị trường với 10 cổ phiếu Siemens. Đây, anh chị thấy không? Nó đã khớp định liền luôn tại mức giá hiện tại luôn nè. Và bây giờ nè, ở phía dưới này. Đây. Đây, đây là cái lệnh mà em vừa mới đặt xong nè. Khi mà mình đặt lệnh á thì hệ thống nó sẽ khớp định liền cho mình luôn ha. Và hiện tại là anh chị thấy không? Bây giờ hiện tại là nó đang âm 9,47 đô là cái phần âm trạng thái trên lệch giữa giá mua và giá bán. Thì em cũng vừa giải thích sơ qua với anh chị về cái cách mà mình sử dụng MT4 trên máy tính và lệnh buy và lệnh sell. Thì bây giờ á, mình sẽ bước vào cái phần nội dung chính của ngày hôm nay, đó chính là top 10 xu hướng đầu tư cổ phiếu trong năm 2021. Cái nội dung thứ nhất ở đây á, là hiệu ứng Biden. Thì như chúng ta cũng đã biết á, thì cái việc bầu cử tổng thống Mỹ thì nó vừa được diễn ra vào hồi tháng 11 năm nay và năm 2021 và cũng đã có thông báo chính thức là ông Biden sẽ lên nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1, tức là trong tháng này. Thì hiệu ứng Biden nó sẽ trong tháng này thì nó sẽ tràn ngập những cái tin tức về chính quyền Joe Biden. Ông Biden nó thì được cho là sẽ tăng thuế đối với người giàu và điều đó có thể tác động đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên á, sau khi ông tạm thời đạt đại đa số phiếu cử tri trong đêm bầu cử á, thì thị trường đã có rất là nhiều cái biến động. Và thị trường trong cái thời điểm này á, thì nó đã có những cái diễn biến thuận lợi và nó tiếp tục tăng điểm trong những ngày tiếp theo. Mặc dù Phú Quang á, thì hiện tại ban đầu thì nó kỳ vọng về cái làn sóng xanh, nhưng mà có vẻ như là thị trường á, nó sẽ tăng điểm đều đặn bất kể là cái kết quả của cuộc đua vào Thượng viện ở Hoa Kỳ là ra sao đi nữa ha. Cái thứ hai á, đó là dịch COVID-19 sắp tàn. Thì theo như chúng ta biết á, thì cái việc cấp phép và phân phối vaccine COVID-19 sẽ là chủ đề trọng tâm vào đầu giữa năm 2021. Khi tình hình được cải thiện á, thì nền kinh tế có thể sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Nhưng mà cái việc cấp phép và phân phối cái vaccine COVID-19 á, thì khi mà nó ra cái thông tin như vậy á, thì liệu chúng ta đã đặt một câu hỏi là liệu cái vaccine này nó có hiệu quả hay là không? Liệu chúng có được nhanh chóng phân phối trên toàn thế giới hay là không? Thì khi mà nó ra những cái thông tin này á, thì cái thị trường nó rất là bấp bênh. Nhưng mà như như chúng ta cũng thấy ở cái ý hai là khi tình hình được cải thiện á, thì cái nền kinh tế nó bắt đầu nó tăng trưởng dần trở lại rồi và toàn giới đầu tư sẽ trông ngóng vào Quốc hội Mỹ khi mà họ thông qua cái gói kích thích kinh tế bổ sung để cung cấp nguồn tài trợ cứu vãn cho các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng cho đến khi vaccine bắt đầu phát huy tác dụng ngăn chặn dịch bệnh. Thì như chúng ta cũng biết á, nếu như mà những cái anh chị nào á, mà đang được cái nhân viên bên em hỗ trợ về thị trường á, thì mình cũng biết được là ông Joe Biden hiện tại là ông đang đưa ra một cái gói kích thích kinh tế là 1.900 tỷ đô để cứu trợ cho cái nền
cái nền kinh tế của Mỹ trong cái thời điểm hiện tại. Tại vì cái thời điểm hiện tại như chúng ta cũng biết là ở Hoa Kỳ có rất là nhiều những cái ca mắc COVID và cái tình hình COVID ở Mỹ nó vẫn chưa được hạn chế, cho nên nó cái việc đưa ra cái gói kích thích kinh tế này nó sẽ hỗ trợ một phần cho cái nền chứng khoán Mỹ nó tăng lên. Ý thứ ba là vaccine COVID-19 sẽ thúc đẩy cổ phiếu dược phẩm tăng trưởng. Thì nếu ngành công nghiệp dược phẩm nó tìm ra cách chế ngự được COVID-19 trong năm 2021 thì đó sẽ là một thắng lợi lớn cho giải khoa học. Thì những cái tập đoàn nào á, mà nó có góp phần trong nhiệm vụ này nó sẽ được hưởng một cái phần lợi nhuận không nhỏ. Một số các nhà sản xuất vaccine như là Pfizer nè hoặc là Moderna thì nó đã thu được một cái nguồn lợi rất là lớn. Nhưng mà những cái công ty khác á, nó chuyên nghiên cứu và điều trị như là Regeneron á, thì nó cũng sẽ có phần lợi trong đó. Ngoài ra thì còn có những cái doanh nghiệp phụ trợ khác nó cũng được hưởng lợi theo luôn. Thì như chúng ta cũng biết á, khi mà muốn phân phối một cái sản phẩm nào đó thì cần một cái hậu cần rất là lớn. Thì một số loại vaccine á, sẽ cần được vận chuyển với điều kiện nhiệt độ cực thấp dưới mức đóng băng luôn. Thì vì vậy các công ty chuyên bán công nghệ làm lạnh á, thì nó cũng sẽ được hưởng lợi như là những cái công ty mà nó sản xuất ra cái vaccine. Tiếp theo, cái nội dung tiếp theo của cái top 10 xu hướng đầu tư cổ phiếu trong năm 2021 là xu hướng đầu tư cổ phiếu ngành du lịch có thể sẽ tăng. Thì như chúng ta cũng đã thấy là trong năm 2020 vừa rồi thì tất cả những cái cổ phiếu về các ngành du lịch như là Boeing hoặc là Lockheed Martin thì nó cũng đang có cái xu hướng giảm rất là mạnh. Tại vì hầu hết là trong năm rồi các cái cuộc bay thương mại thì nó đều không được bay và bị hạn chế rất là nhiều. Như Boeing, chiếc Boeing 737 đợt trước đó, thì nó cũng vừa được cho bay trở lại, nhưng mà nó chỉ bay với mục đích là vận chuyển hàng hóa thôi, chứ nó cũng không cho vận chuyển hành khách. Thì trong năm rồi á, cái xu hướng của những cái mã cổ phiếu về ngành du lịch đó, thì nó đang giảm rất là mạnh luôn. Nhưng mà như lúc nãy em có chia sẻ là ở cái phần trên á, cái ý ba thì cái việc mà nó ra vaccine á, và nó phân phối nhiều như vậy á, thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái mảng cổ phiếu của các cái ngành du lịch nó có thể sẽ tăng trở lại. Và khi nhu cầu đi lại bị hạn chế và được khắc phục trở lại á, thì các cổ phiếu hàng không nè, khách sạn nè, thậm chí là các hãng tàu du lịch vốn bị thiệt hại mấy lâu nay nó sẽ hồi sinh mạnh mẽ lại. Tại vì á, có người mà khi mà mình bị dồn nén quá lâu á, thì tới một thời gian nào đó mà khi mình được giải tỏa thì nó sẽ bùng phát rất là mạnh. Cho nên á, khi mà cái dịch COVID này nó được giảm đi rồi và nó được dập tắt luôn á, thì nhu cầu đi lại của người dân người ta rất là nhiều. Cho nên là những cái mã cổ phiếu của các ngành này á, nó sẽ tăng rất là tốt. Tiếp theo á, là cổ phiếu nhà hàng quán ăn sẽ được săn đón. Thì các chủ nhà hàng thức ăn nhanh á, bình dân sẽ là những đơn vị được hưởng lợi trước tiên khi kinh tế trở lại bình thường. Trong lúc Pfizer nó công bố vaccine đạt hiệu quả 90% á, thì đa số mọi người đều mua đồ ăn mang đi. Nhưng sau đợt công bố á, nhiều người đã đổ xô đi ăn tại các chủ cửa hàng. Như chúng ta cũng được biết á, thì trong năm 2020 vừa rồi thì ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu dịch bùng phát rất là mạnh. Và trong khoảng thời gian đó, chính phủ và người dân rất hạn chế cái việc mà đi ra ngoài đường. Thì những cái cửa hàng thức ăn nhanh á, chủ yếu là họ sẽ tích cực hoạt động cái việc mà vận chuyển thức ăn tới tận nơi của người 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 dân, tận nơi ở của người dân luôn. Còn khi mà cái vaccine nó được công bố và rất là nhiều những cái công ty mà nó sản xuất ra cái vaccine đó và nó được ổn định đó, thì khi đó dịch nó giảm bớt thì người dân đó, người ta sẽ bắt đầu người ta đổ xô đi đến những cái cửa hàng hoặc là những cái chuỗi nhà hàng hoặc là những cái cửa hàng để người ta mua và người ta sử dụng tại chỗ luôn, người ta không cần phải mang về nữa.
Thứ sáu là mình sẽ cẩn thận với các cổ phiếu phất lên nhờ phong trào làm việc tại nhà. Thì về phía ngược lại, các cái công ty đã tăng trưởng mạnh trong năm 2020 có thể sẽ bị tổn thương khi tình hình trở lại bình thường sau khi hết dịch COVID-19. Điển hình như là khi Pfizer công bố về cái tin vaccine, một số cổ phiếu phất lên nhờ làm việc tại nhà như là Zoom nè, thì nó có cái hiệu là ZM, bạn đang biết là ZM ha, có thời điểm mất giá gần 20%. Dịch vụ giao đồ ăn á, thì nó cũng sẽ giảm mạnh và các cổ phiếu của ngành dịch vụ này nó cũng như vậy luôn. Zoom á, thì nó sẽ khó có tương lai tươi sáng và trào lưu làm việc tại nhà và rồi cũng sẽ đến hồi kết. Nhưng mà cần phải cảnh báo rằng á, là cái đà tăng trưởng trong trong mảng này thì có thể bước sang một cái giai đoạn mới ha. Mình các anh chị mà mình có giao dịch về cổ phiếu này á, thì mình lưu ý giúp em cái vấn đề này nha. Nãy giờ á, trong quá trình mà em hỗ trợ cho mình một số cái thông tin về thị trường như vậy á, thì không biết là có những anh chị nào mình có những vấn đề thắc mắc á, thì mình có thể comment lên đây để em hỗ trợ giải đáp cho mình luôn ha. Hoặc là nếu như mà em có nói quá nhanh ở cái đoạn nào á, thì anh chị mình có thể nhắn lại giúp em để em sẽ diễn giải lại cái phần đó cho mình luôn nha. Thì em sẽ bước tiếp qua cái phần thứ bảy là chú ý đến vòng luân chuyển. Thì luân chuyển vốn đầu tư là cái hiện tượng bình thường trên cái thị trường chứng khoán này. Những cái nhà đầu tư rót vốn thì họ nhằm kiếm lợi nhuận trong một số ngành kinh doanh nào đó cho đến khi đà tăng của ngành đó không còn, và sau đó họ sẽ thoái vốn để đầu tư sang các cái lĩnh vực khác. Và không có gì lạ khi có hiện tượng làn sóng vốn đầu tiên đổ vào thị trường công nghệ, xong rồi lại chuyển sang các ngành tiện ích khác. Có khả năng là giới đầu tư sẽ chuyển vốn sang nhiều lĩnh vực khác trong năm nay, tức là năm 2021. Thì như anh chị cũng thấy là trong năm 2020 thì các cái mã cổ phiếu về công nghệ nó đang có một cái sự tăng trưởng rất là tốt. Cho nên là khi khi mà họ đã đầu tư vào những mảng cổ phiếu của công nghệ rồi và họ đã có một cái phần lợi nhuận rồi, thì họ sẽ bắt đầu chuyển vốn sang đầu tư những cái ngành khác như là về du lịch nè, hoặc là du lịch, hoặc là về các ngành như là y tế, dược phẩm nào đó. Cổ phiếu công nghệ sẽ tăng chậm thì giới phân tích từ lâu đã dự đoán cổ phiếu công nghệ sẽ tăng chậm lại vì chúng vốn đã có một năm 2020 vô cùng thành công đến mức nhiều người đang lo ngại về hiện tượng bong bóng tài chính. Thì em xin tiếp tục nha, tại vì lúc nãy là em có thấy là bé heo nhỏ nhẹ ở đây là comment là mic của ai ồn quá thì em vừa mute đi ha, thì để cho cái lớp học của mình nó diễn ra suôn sẻ hơn á. Thì đà tăng của cổ phiếu công nghệ chắc chắn á, rồi nó cũng sẽ kết thúc thôi. Nhưng mà trong năm 2021 á, cái vụ kiện tụng chống độc quyền chống lại Google nè và những gã khổng lồ công nghệ khác thì nó có thể sẽ nổi lên. Chưa rõ là hiện tại thì chúng ta cũng biết rồi là ông Biden là người đã lên nắm quyền Hoa Kỳ rồi ha. Thì nhưng mà có vẻ như là những cái trưởng bang khác sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện chống lại các công ty công nghệ lớn. Ở đây thì nếu mà hiện tại các anh chị nào mà mình có đang theo dõi những cái mảng cổ phiếu về công nghệ như là Apple nè, thì mình cũng sẽ thấy là cái khoảng thời gian này trong 2 phiên vừa rồi thì Apple nó đã có một cái sự giảm giảm nhẹ. Nó giảm từ giá là 144 mà nó giảm xuống về còn 137 đô trên một cổ phiếu thôi. Thì trước đó
Trước đó nó đã có một cái đà tăng trưởng rất là tốt. Từ ngày 18, ngay từ ngày 19 tháng 1 cho tới ngày 25 á, thì nó đã tăng từ 120 đô trên một cổ phiếu và nó tăng lên 144 đô trên một cổ phiếu. Và trong hai phiên gần đây thì nó đã có một cái sự điều chỉnh giá nhẹ. Nó giảm từ 1944, nó giảm từ 144 mà nó giảm về còn có 137. Thì hiện tại á, Apple á, ở đây em cũng chia sẻ thêm một số thông tin luôn là Apple nó đã vừa ra báo cáo doanh thu vào ngày 27 tháng 1 vừa rồi, và tầm khoảng là chắc là tầm khoảng đầu tuần đầu tháng sau á, thì nó sẽ bắt đầu nó chia cổ tức luôn. Cho nên là thời điểm này á, là thời điểm anh nếu mà anh chị muốn vào đầu tư cái cổ phiếu này á, thì mình sẽ cắt giá để mình vào, mình đầu tư, mình mua cái cổ phiếu này ở tại giá thấp để mình nhận cổ tức của nó luôn. Chính cổ phiếu FANG đã lỗi thời thì nhóm cổ phiếu FANG á, tất nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng khi ngành công nghiệp tăng chậm lại và nó có hiện tượng luân chuyển vốn. FANG á, thì ở đây á, là viết tắt của một số các cái mã cổ phiếu như là Facebook nè, Amazon, Apple, Netflix và Google. Thì trong đó thì đôi khi á, Microsoft nó sẽ được thay thế cho Netflix để nó trở thành những cái mã cổ phiếu là FAAMG. Thì nhóm các tập đoàn công nghệ khổng lồ này á, đại diện cho khoảng là 20% giá trị của S&P 500. Quan trọng hơn á, là cái phần lớn số điểm mà S&P 500 tăng được trong năm 2020 á, là đều đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ này hết. Ví dụ như là vào cuối tháng 11 nè, thì S&P 500 nó đã tăng khoảng là 13% so với hồi đầu năm. Nhưng mà Microsoft á, và Google đều tăng 36%, trong đó thì Facebook tăng 40%. Netflix tăng 55%, Apple thì tăng 67% và Amazon đã tăng hơn 70%. Phần cuối cùng trong nội dung này á, là đừng phản ứng thái quá với tin thời sự. Bạn nên sẵn sàng đón nhận những cái điều bất ngờ. Thì trong năm 2021 này á, thì rất có thể là sẽ có nhiều cái điều bất ngờ nó xảy ra. Quan trọng nhất á, là chúng ta không nên đầu tập trung quá vào ngắn hạn. Thì mình hãy cứ tập trung vào mục tiêu của dài hạn của mình thôi và cố gắng thực hiện theo dự định thay vì là mình phản ứng hoảng loạn. Nếu mà mình chưa có tiền tiết kiệm cho những lúc khủng hoảng á, thì mình nên nghiêm túc tiết kiệm từ bây giờ. Và nếu bạn đang quá căng thẳng mà bán tháo những cái cổ phiếu hồi đầu năm á, thì bây giờ mình hãy điều chỉnh lại cái chiến lược đầu tư của mình, cố gắng gia tăng thêm các khoản đầu tư có thu nhập cố định trong năm mới. Và thị trường á, thì nó cũng sẽ có tăng có giảm, cho nên là mình nên chuẩn bị trước tinh thần, trước khả năng biến động trong năm nay. Thì tốt nhất là các nhà đầu tư mình nên quen dần với cái cảm giác biến động đó đi. Tại vì thị trường mà lúc nào mà mình đầu tư thì nó cũng phải có biến động. Khi mà nó có biến động thì mình mới có được cái lợi nhuận. Chứ nếu mà nó đứng im á, thì mình sẽ không có được lợi nhuận như mình mong muốn. Có một cái cách đó là mình để mình đối phó với những cái phản ứng của mình và cái biến động của thị trường, đó là mình hãy đa dạng hóa các cái danh mục đầu tư của mình thông qua các cái quỹ giao dịch trao đổi để phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro. Ví dụ như trong quá trình đầu tư. Ví dụ như là trong quá trình đầu tư thì anh chị có thể đầu tư nhiều mảng và nhiều sản phẩm, như là một lúc mình có thể đầu tư là cổ phiếu nè, Forex nè, vàng nè, hoặc là chỉ số. Hoặc là nếu mà anh chị muốn đầu tư về các cổ phiếu không, thì mình có thể chia ra nhiều mã cổ phiếu khác nhau để cho mình đầu tư. Có thể những cái mã đó là mình sẽ đầu tư ngắn hạn để mình nhận cổ tức, hoặc là mình đầu tư dài hạn để mình nhận tăng trưởng của nó. Tùy thuộc vào cái sở thích hoặc là cái sản phẩm mà mình mong muốn là mình sẽ đầu tư nhanh, mình kiếm lợi nhuận nhanh và cao, hay là mình đầu tư về an toàn và lâu dài. Dạ, ở đây á, thì em thấy là anh Thanh
có hỏi em là vậy là Zoom không có tiềm năng nữa hả bạn? Mình thấy đợt dịch tăng khá tốt. Đúng rồi anh, trong đợt dịch nó tăng khá tốt là tại vì sao? Là tại vì trong cái đợt dịch đó hầu như là mọi người không có được giao lưu với nhau, như là anh cũng thấy rồi, ở Việt Nam mình ở trong quá trình dịch đó thì mình sẽ phải tự cách ly tại nhà đúng không? Thì khi mà mình cách ly tại nhà như vậy thì những cái lớp học nè, những cái buổi họp nè nó đều phải thực hiện qua Zoom hết. Đúng không? Thì khi mà thực hiện qua Zoom như vậy á, thì cái cổ phiếu của nó cũng sẽ tăng. Nhưng mà khi mà vaccine nó ra rồi và cái đợt dịch nó đã được kiềm chế lại rồi, thì cái cổ phiếu Zoom này nó cũng sẽ tăng trưởng, nhưng mà nó không còn tăng trưởng mạnh như khi mà dịch nó bùng phát nữa. Em thấy mấy gấu có hỏi là thời buổi dịch bệnh này đầu tư cổ phiếu nào là ổn em. Thì và thời buổi này á, thì dịch bệnh thì mình sẽ nên đầu tư vào những mã cổ phiếu về y tế nè, dược phẩm, hoặc là mình đầu tư vào những mã cổ phiếu chia cổ tức. Tại vì đối với những cái mã cổ phiếu á, thì nó sẽ có, khi mà mình đầu tư vào á, thì mình đầu tư nó sẽ an toàn, tại vì mình vừa nhận được cái lợi nhuận từ tăng trưởng nè, mà mình vừa nhận được cái lợi nhuận từ cái việc mà nó chia cổ tức. Và cái phần lợi nhuận cổ tức này á, là cái phần lợi nhuận là mình chắc chắn sẽ được nhận được, tại vì công ty nó cam kết là nó sẽ trả cái này cho mình mà. Dạ, ở đây em thấy là bé heo nhõng nhẽo có hỏi em là cổ phiếu này mới báo cáo doanh thu đúng không em? Cổ phiếu anh ơi, cổ phiếu này là cổ phiếu nào? Cổ phiếu Zoom hả anh? Hay là cổ phiếu Apple anh? Là tại vì lúc nãy là em có chia sẻ với anh là cổ phiếu của Apple nha. Cổ phiếu Apple thì nó vừa mới ra báo cáo doanh thu vào ngày 27 tháng 1 vừa rồi. À, cổ phiếu công nghệ ha anh. Dạ, nãy em mới vừa nói rồi á, cổ phiếu công nghệ thì Apple nó mới vừa ra báo cáo doanh thu ngày 27 tháng 1 á anh. Vậy thường á, đối với cổ phiếu Apple á, khi mà nó ra báo cáo doanh thu á, thì tầm khoảng là 1 tuần sau là nó sẽ bắt đầu nó chia cổ tức luôn. Cho nên á, là ở thời điểm này nếu mà, với lại á, là trong tuần này á, thì nó vừa có hai phiên điều chỉnh giá để giúp cho các nhà đầu tư mình có thể mua đỡ cái mức giá thấp và mình mua được nhiều cổ phiếu hơn. Cho nên là nếu mà anh muốn đầu tư vào những cái mạng cổ phiếu công nghệ á, thì đây là cái thời điểm thích hợp để anh và anh đầu tư nè. Với lại là cũng gần Tết, cũng gần Tết rồi. Thì như mình thấy á, khi mà Tết tới á, thì cái nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng rất là nhiều, và đặc biệt là người ta sẽ thích mua mua gì? Mua những cái sản phẩm về như là điện thoại nè, iPad nè, máy tính nè, hoặc là đồng hồ đeo tay nè. Thì những cái sản phẩm này nó thu hút người tiêu dùng á. Và như mình thấy á, iPhone á, hoặc là Apple á, mình hay gọi nó là Apple á, thì nó là một trong những cái sản phẩm là sang trọng, và khi người ta cầm lên á, mình đã thấy sự sang trọng của nó rồi, cho nên nó cái nhu cầu của người tiêu dùng, của người ta mua rất là nhiều. Như anh chị cũng thấy á, là trong năm năm vừa rồi, trong năm 2020 thì tháng 10 á, Apple nó vừa ra cái sản phẩm là iPhone 12 trong cái đợt dịch. Nhưng mà mình có thể nhận thấy được là cái việc mà người ta mua cái sản phẩm mới của Apple rất là nhiều, người ta mua rất là nhiều iPhone 12 luôn, mặc dù dịch nhưng mà người ta vẫn mua rất là nhiều, chứng tỏ là những cái sản phẩm của Apple khi mà nó ra thì nó luôn thu hút được cái hứng thú của người tiêu dùng. Ở đây á thì em cũng chia sẻ luôn với anh chị là hiện tại bên em đang hỗ trợ cho khách hàng mình đầu tư vào cái cổ phiếu của Siemens. Thì cái cổ phiếu này á là cái cổ phiếu của Đức, và nó sẽ chia cổ tức vào ngày 4 tháng 2 với giá trị cổ tức là 4,27 đô trên một cổ phiếu. Thì Siemens á, nó là hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu. Thì nó có các cái trụ sở quốc tế của Siemens đóng ở Berlin và München. Công ty này á, thì nó hoạt động đa lĩnh vực, và chủ yếu là 6 lĩnh vực này: tự động hóa và điều khiển nè, điện lực, vận tải, y tế, thông tin, liên lạc và chiếu sáng. Thì đây, ở đây thì em cũng mở luôn cổ phiếu này để cho anh chị mình có thể hình dung được ha.
trước khi mà mình chuyển qua xem cái cổ phiếu Siemens á, thì ở đây em cũng nói sơ qua với anh chị luôn. Thì hiện tại á, giá của cổ phiếu Siemens á, đang ở giá là tầm khoảng là 129 euro trên một cổ phiếu. Thì khi mà mình vào mình đầu tư cái cổ phiếu của nó á, thì mình chỉ cần bỏ ra cho em là 2,58 euro là mình có thể mua được một cổ phiếu của nó rồi. Và nó sẽ chia cổ tức vào ngày 4 tháng 2, 3,5 euro cho một cổ. Ở đây á, thì anh chị cũng thấy á, là em có một cái bài toán đầu tư khi mà mình đầu tư vào cái cổ phiếu Siemens này. Đây, vốn 2.000 á, mà mình mua 100 cổ phiếu á, thì khi mà lợi nhuận tăng 5 giá thì mình sẽ nhận được, mình nhận được lãi là 500 euro. Ha. Còn khi mà mình mua 200 cổ phiếu, mình đầu tư vốn 5.000, mua 200 cổ phiếu á, lợi nhuận tăng 5 giá thì mình sẽ có lợi nhuận là 1.000 euro. Dạ đây, đây sẽ là cái phiếu Siemens. Thì hiện tại á, anh chị có thể thấy á, là ở trên cái màn hình này á, thì cái cổ phiếu Siemens giá của nó đang có sự giảm nhẹ trong phiên. Giá của nó hiện tại là 129,47 euro trên một cổ phiếu và hiện tại là nó đang giảm 0,09 giá. Thì có thể bây giờ á, các anh chị nhìn thấy ở đây á, là cái giá nó giảm đúng không? Nhưng mà so với mặt bằng chung, tức là đối với những khách hàng, những anh chị nào mà mình đã được em hỗ trợ cho cái đầu tư vào cổ phiếu Siemens này từ ngày 15 tháng 1 cho tới thời điểm hiện tại, thì so với mặt bằng chung, cái cổ phiếu này nó không giảm mà nó vẫn đang trên đà tăng rất là tốt. Tại vì ngày 15 tháng 1 em hỗ trợ những anh chị á, là mình đầu tư cổ phiếu này thì giá của nó là chỉ có 119 euro cho một cổ phiếu thôi. Và tới thời điểm hiện tại á, giá nó đang tăng lên là 129 euro cho một cổ phiếu. Và trong những phiên gần đây giá của nó đã tăng lên 132 euro cho một cổ. Vậy thì mình chỉ tính nó tăng từ 119 mà nó tăng lên 129 euro thôi. Vậy có phải là mỗi cổ phiếu mình tăng 10 giá không? Anh chị nắm giữ 100 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu tăng 10 giá, mình có lợi nhuận là 1.000 đô. Đây, thì ở đây á, thì em cũng sẽ mở luôn cho mình xem cái biểu đồ của nó để cho mình có thể dễ hình dung hơn. Đây, như ở đây nè, anh chị cũng đã nhìn thấy nè. Em có để cái cục ngay dấu này nè, là ngày 15 tháng 1 năm 2021 thì giá cổ phiếu của Siemens là 119,80 euro cho một cổ phiếu. Đến ngày 22 tháng 1 thì giá của cổ phiếu Siemens nó tăng lên 132,84 euro cho một cổ. Và tới thời điểm hiện tại luôn thì giá cổ phiếu của Siemens ngày 29 tháng 1 nó giảm xuống 129,43 euro trên một cổ phiếu. Thì trong tuần này nó đã có hai phiên điều chỉnh giá để giúp các nhà đầu tư mình có thể mua cổ phiếu Siemens ở cái mức giá tốt và mình mua được nhiều cổ phiếu hơn. Thì đối với những anh chị nào á, mà mình muốn đầu tư vào cổ phiếu để mình nhận cổ tức á, thì mình có thể đầu tư vào cái mã cổ phiếu Siemens này, tại vì nó chia cổ tức rất là cao và một năm thì nó chỉ chia một lần thôi. Tại vì cái này là cổ phiếu của Âu, cho nên là anh chị lưu ý giúp em là cổ phiếu của Âu thì một năm nó chỉ chia cổ tức đúng một lần thôi. Và trước ngày chia thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng rất là cao.
Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn lại cho anh chị một lần nữa cách giao dịch cổ phiếu này trên phần mềm MT4. Thì hiện tại cái cổ phiếu này là cổ phiếu của châu Âu và nó đang trong phiên mùa đông. Thì giờ mở phiên của nó là 3 giờ 05 chiều và nó sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 tối. Thì cái khoảng thời gian này là cổ phiếu này nó vẫn còn đang hoạt động cho nên là mình có thể giao dịch được. Thì em sẽ hướng dẫn là một lần nữa cái cách giao dịch cổ phiếu này trên MT4 cho mình ha. Khi mà anh chị muốn giao dịch một cái mã cổ phiếu nào đó thì mình để chuột vào ngay cái sản phẩm đó, bấm chuột trái 2 lần giúp em. Ở trên đây là phần khối lượng nè, anh chị xem lại giúp em nè, chỉnh lại khối lượng nè, hồi nãy là 10 đúng không, bây giờ em chỉnh lại là 20 cổ phiếu. Ở đây á anh chị cũng thấy là có hai cái lệnh là cắt lỗ và chốt lời. Thì em sẵn cũng giải thích luôn cái lệnh cắt lỗ và chốt lời là gì. Chốt lời là cái lợi nhuận mà mình mong muốn khi cổ phiếu nó tăng tới cái giá đó thì mình sẽ chốt. Còn cắt lỗ là khi mà mình mong muốn nó giảm tới cái mức giá đó thì mình sẽ chốt lại. Ví dụ như cái cổ phiếu Siemens tại thời điểm hiện tại đúng không, khi anh chị mua về thì nó sẽ là cái mức giá là 129 euro trên một cổ phiếu. Anh chị mong muốn nó tăng 5 giá là mình sẽ chốt lời. Thì mình đặt giúp em cái lệnh chốt lời là tại mức giá là 134. Đây mình đặt là 134 nè. Còn anh chị muốn nó giảm 5 giá là mình sẽ cắt lỗ. Thì khi đó mình đặt giúp em cái lệnh này tại mức giá là 124. Khi mà giá cổ phiếu á, nó chạy từ 129 chạy lên 134 thì nó sẽ tự động nó chốt lời cho mình, cho dù là nó có tăng lên, cho dù là nó có tăng lên là 136, 137 hoặc là 140 thì nó cũng vẫn đến 134 là nó sẽ tự động nó chốt lời cho mình. Còn nếu như xu hướng thị trường nó đi ngược với cái lệnh mình đang đặt, ví dụ như anh chị đang đặt lệnh buy đúng không, nhưng mà xu hướng thị trường nó lại đang giảm thì nó giảm xuống tới 124 là nó sẽ tự động nó cắt lỗ cho mình. Và cho dù là nó có giảm xuống 122, 120 hoặc là 118, 119 gì đi chăng nữa, nó có giảm sâu tới chừng nào đi chăng nữa thì nó vẫn tới 124 là nó sẽ cắt lỗ cho mình như cái mức giá mình mong muốn là cắt lỗ 5 giá. Thì ở đây em sẽ đặt luôn cái lệnh nè. Khi mà anh chị đã đặt lệnh rồi á thì khi đó mình sẽ bấm là bán bởi thị trường hoặc là mua bởi thị trường. Bán hoặc là mua bởi thị trường á thì nó chỉ hiển thị trên trên máy tính thôi, trên MT4 trên máy tính thôi. Còn đối với cái điện thoại á Android hoặc là iOS á thì nó chỉ có lệnh buy và sell thôi. Để anh chị lưu ý giúp em, buy là mua bởi thị trường nha, còn sell là bán bởi thị trường. Rồi bây giờ em sẽ đặt lệnh là mua bởi thị trường. Đây, nó đã khớp lệnh liền cho mình luôn rồi. Tại mức giá là 129.690. Đây, anh chị có thể nhìn thấy ở phía dưới này. Đây, em vừa mới mua 20 cổ phiếu của Siemens nè. Và nó đang khớp lệnh, hiện tại thì nó đang âm trạng thái. Dạ, ở đây á, thì em có thấy là bé heo giọng nhẹ hỏi em đó, là vốn 2.000 thì mình mua bao nhiêu cổ phiếu được em. Thì ở đây á, vốn 2.000 thì mình sẽ mua là 150 cổ phiếu của Siemens. Mình mua 150 cổ phiếu thôi anh ha. Tại vì đối với mức vốn 2.000 á, có thể là mình mua sẽ nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà mình nên mua tại cái khối lượng cho nó phù hợp và nó an toàn với cái tài khoản của mình. Thì ở đây á em khuyến nghị là mình sẽ mua 150 cổ phiếu Siemens với mức vốn là 2.000 đô. Anh hỏi ơi, 1.000 sao em, là 1.000 mua được bao nhiêu cổ phiếu hay là mua 1.000 cổ phiếu được bao nhiêu lợi nhuận anh?
Em thấy là anh Trần Dũng có hỏi em á là có chính sách hỗ trợ gì không em, thì ở đây em cũng trên màn hình đó thì chắc anh cũng nhìn thấy rồi, thì với cái mức vốn mà 2.000 á, khi mà anh đánh theo lệnh chuyên gia ở bên em á thì mình sẽ được cái bảo hiểm vốn đi kèm với cái bonus ha. Thì thường á đối với những khách hàng mà mình mới vào vốn mới mới đầu tư trên thị trường này á thì mình sẽ có được một cái chính sách ở bên em, đó là chính sách bao lỗ, tức có nghĩa là trong phiên tối ngày hôm đó khi anh vào với mức vốn là 2.000 đô á, thì trong phiên tối ngày hôm đó nếu anh vào anh đánh lệnh theo chuyên gia ở bên em mà mình bị lỗ 500 đô thì chuyên gia bên em sẽ hoàn lại cho mình 500 đô cái phần lỗ đó, tức là trong phiên đó là mình sẽ không bị mất gì hết. Thì cái phiên đó là cái phiên đầu tiên để cho mình có thể test thị trường cũng như là các sản phẩm bên em. Ngoài ra thì mình có thể kiểm tra được là chuyên gia bên em hỗ trợ cho mình có tốt hay là không. Anh Dũng ơi, em nói như vậy anh có nghe kịp không anh? Ở đây á em thấy là anh Hội có nhắn cho em á là 1.000 cổ phiếu thì mua bao nhiêu em, anh còn 30 triệu. Rồi, thì đối với 1.000 một vốn 1.000 đô á thì anh có thể mua được 100 cổ phiếu Siemens ha. Anh mua 100 cổ phiếu Siemens đúng không? Thì khi mà mỗi một cổ phiếu nó tăng 5 giá thôi, anh sẽ có lợi nhuận tăng trưởng là 500 đô cộng với cái tiền lợi nhuận cổ tức mà mình chắc chắn nhận được vào hôm 4 tháng 2 là 427 đô. Vậy thì tổng lợi nhuận mình sẽ được nhận là 927 đô. Anh ơi, 927 đô là nó đã gần hòa vốn của mình rồi đó anh. Mà cái đó nó chỉ là cái tiền lợi nhuận thôi đó. Cái tiền lợi nhuận của mình mà nó đã gần hòa vốn của mình rồi thì cái Tết này của mình nó rất là ấm luôn anh. Anh Thanh, em thấy ở đây có comment là dễ thương quá vậy, em cảm ơn anh ha. Với mức vốn là 10.000 đô á, thì khi mà anh đầu tư vào các cổ phiếu á, thì mình chỉ mất cái phí là phí giao dịch thôi anh. Ngoài ra thì mình không có tốn phí gì hết. Thì hiện tại á, là khi mà mình đầu tư vào thị trường này á, thì mình sẽ phải tốn ba loại phí là phí qua đêm, là phí giao dịch và phí hoa hồng. Nhưng mà đối với cổ phiếu á, thì hiện tại bên em chỉ tính phí giao dịch thôi và miễn phí qua đêm và phí hoa hồng cho anh. Phí qua đêm thì mình sẽ được miễn phí trong vòng là 6 tháng. Năm ngàn là 200 đô đó à, phiên này cũng vậy hay sao? Em thấy mấy hàng nhõng nhẽo có hỏi á, thì anh ơi, 5.000 á không phải là 200 đô, mà tức có nghĩa là khi anh vào với mức vốn 5.000 á thì bên em sẽ có chính sách hỗ trợ cho anh bảo hiểm vốn là gói bao lời, tức có nghĩa là trong phiên tối ngày hôm đó nó cũng như là cái vốn 2.000 á anh, nhưng mà nó khác một xíu là trong phiên tối ngày hôm đó khi anh vào mà anh giao dịch đó, anh đánh theo lệnh theo chuyên gia bên em mà anh bị lỗ 1.000 đô đúng không, thì chuyên gia bên em sẽ hoàn lại cho anh 1.000 đô đi kèm với tối thiểu là 4% trên tổng vốn của anh là 200 đô nữa, tổng là 1.200 á anh. Cái này anh lưu ý giúp em là tối thiểu là 4% nha, có thể là nhiều hơn nữa. Dạ, em thấy mấy gấu có comment nè, em cảm ơn mấy gấu nha. Dạ, hiện tại thì anh chị nào mình đang có vấn đề thắc mắc trong quá trình mà mình tìm hiểu thị trường. Dạ, hiện tại anh chị nào mình đang có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu thị trường đó, hoặc là trong lớp học này mình có vấn đề thắc mắc gì thì mình vui lòng comment lên đây để em hỗ trợ giải quyết cho mình luôn ha. Và như hồi nãy á, thì em cũng có chia sẻ với mình đó, Zalo em là 0374422553 Hoàng Yến. Thì anh chị có thể nếu mà mình ngại thì mình có thể liên hệ trực tiếp với em để em hỗ trợ thêm cho mình ha.
Nghe rồi. Dạ, thì em thấy ở đây á, bé heo giống nhẽo có hỏi em á là sâu xi men còn con gì không ạ? À, thì sâu xi men á mình có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu mà chưa cổ tức ha. À, anh chị mình vui lòng tắt mic cho em nha, để cái lớp học của mình nó diễn ra suôn sẻ hơn nha. Thì hồi nãy em xin phép em trả lời lại cái câu hỏi của bé heo nhõng nhẽo là sau Siemens còn có gì không mẹ. Thì sau Siemens đó mình còn ba cái mã cổ phiếu nữa, nó sẽ chia cổ tức ha. À, như anh chị thấy là ở trên màn hình này em đang chiếu lên cho mình đó, Lịch Microsoft nó sẽ chia vào ngày 17 tháng 2, Starbucks nó sẽ chia vào ngày 17 tháng 2 luôn, và sau đó là Johnson & Johnson nó sẽ chia cổ tức vào ngày 22 tháng 2. Dạ, thì ở đây anh chị cũng có thấy rồi á, là đối với những cái mã cổ phiếu này thì trong đây là có Siemens là chia cổ tức cao nhất, rồi sau đó thì nó mới tới là Johnson & Johnson và Microsoft, sau cuối cùng là Starbucks. Thì khi mà anh chị muốn đầu tư vào những cái mã cổ phiếu mà nhận cổ tức á, thì mình nên đầu tư vào Siemens nè, Johnson & Johnson. Hả? Mua Siemens rồi nó có giảm không? À, em thấy anh Trí có hỏi em á là mua xi men rồi nó có giảm không? À, ý anh hỏi là khi mà anh mua xi men rồi và chia cổ tức rồi thì nó có giảm không, hay là anh mua vào rồi thì giá cổ phiếu nó có giảm không anh? Âm trạng thái là gì vậy? Dạ, âm trạng thái tức có nghĩa là khi mà em ví dụ đi, bây giờ khi mà chị mua vàng á, khi mà chị mua vàng đúng không, thì giá của vàng á, đang bán ra cho mình là 4 triệu đi, nhưng mà giá mua vào của nó là 3 triệu chín, thì khi mà chị mua vàng chị đeo trên tay á, là mình đã bị âm rồi đó chị, mình đã bị lỗ hơn 100 ngàn rồi đó. Cái đó nó gọi là âm trạng thái, giống như là giá mua và giá bán trên thị trường. Như hồi nãy em có chia sẻ với mình á, là cái cổ phiếu Siemens này nè, lấy mở ra cho mình xem, cái cổ phiếu Siemens là giá mua của nó là 129.070, nhưng mà giá bán là 129.810, thì mình sẽ mua với cái mức giá là 129.810 này. Thì khi mà mình đặt lệnh thì nó sẽ có cái lệnh âm trạng thái, đây là cái phần âm này nè. Này là cái này là cái phần âm trạng thái nè, khi mà anh chị vừa đặt lệnh đó, thì nó sẽ có âm trạng thái. À, dạ anh Đặng Viết Thọ là có thể đọc lại số điện thoại Zalo không? Lưu không kịp. Dạ để em comment lên đây cho anh, để mình lưu lại nha. Dạ đây, đây là cái số điện thoại của em. Ờ, thì anh có thể lưu lại nha. 0374422553. Dạ, hiện tại á, thì có anh chị nào mình còn có câu hỏi nào thì mình cứ vui lòng comment lại giúp em để em hỗ trợ cho mình nha. Anh Thọ, anh thấy số điện thoại em chưa anh? Em vừa gửi lên đó.
Dạ rồi, ok anh ha. Dạ ở đây em thấy á, là anh Trí hỏi em là mua xi măng rồi giá có giảm không? Dạ hiện tại á, thì giá cổ phiếu xi măng đang trong quá trình điều chỉnh giá và giá nó đang ở cái mức thấp, cho nên là khi anh về anh mua cổ phiếu này á, thì mình sẽ mua được cái mức giá thấp, và sau khi mua đối với những cái mã cổ phiếu mà chưa cổ tức á. Và khi mà nó chưa cổ tức ấy, thì giá cổ phiếu của nó tới ngày chia nó sẽ rất là cao. Và hiện tại là anh đã mua được cái cổ phiếu Siemens này ở cái giá thấp rồi. Và khi mà giá nó tăng lên ấy, thì mình sẽ tự động chốt lợi nhuận của mình lại anh ha. Ví dụ vốn ban đầu 1.000 đô được không? Em thấy chị Trà có hỏi á. Dạ vốn ban đầu là 1.000 đô được nha chị. Nhưng mà khi mà mình vào với vốn 1.000 đô á, thì bên em chỉ hỗ trợ cho mình là bonus trên tổng số vốn thôi, chứ bên em không hỗ trợ cho mình được là cái bảo hiểm vốn như vốn 2.000. Tại vì với mức vốn 1.000 đô á, thì mình được bonus trên tổng số vốn là 25%. Ngoài ra thì với vốn 1.000 đô thì chị chỉ có thể là mua được 100 cổ phiếu của Siemens thôi, mình không mua được nhiều, cho nên là mình cũng không được, cái lợi nhuận của mình nó cũng không nhiều á chị. Thì ở đây là thường em khuyến khích khách hàng là mình sẽ đầu tư vào với mức vốn là 2.000. Tại vì khi mà mình đầu tư với mức vốn là 2.000 như vậy á, thì cái thứ nhất mình nhận được bonus nè, cái thứ hai á là mình còn nhận được cái bảo hiểm vốn của bên em nữa, cái gói bảo lỗ bên em nữa trong phiên đầu tiên đó chị. Ngoài ra mình còn mua được cái cổ phiếu ở cái mức mình mua được nhiều cổ phiếu hơn, cái khối lượng cổ phiếu nó tăng lên thì cái lợi nhuận của mình cũng sẽ tăng theo. À dạ anh Thọ ơi, em thấy anh để rồi á, là anh add Zalo em rồi đúng không? Anh ơi, em thấy anh Thanh có hỏi á, là có chắc chắn à, anh thấy em thấy anh Trí có hỏi là có chắc chắn lời không? À, dạ anh ơi, đầu tư đã nói là đầu tư thì nó sẽ có rủi ro đi kèm với lợi nhuận, và cái phần lợi nhuận em chắc chắn ở đây cho anh là lợi nhuận từ cái việc mà nó chia cổ tức á anh. Cái phần lợi nhuận mà chia cổ tức này á, thì em chắc chắn là anh là tới ngày mà nó chia cổ tức á, là sáng ngày đó anh được nhận luôn. Ngày 4 tháng 2 nó chia cổ tức đúng không? 7 giờ sáng anh được nhận cổ tức này về tài khoản giao dịch của anh luôn á. Còn ví dụ như bây giờ anh về anh đầu tư đúng không? Cái cổ phiếu của Siemens này giá 129, khi mà nó tăng lên một giá thì mình với 100 cổ phiếu mình lời 100 đô, nó lên hai giá mình lời 200 đô. Và trong những cái phiên giao dịch đó thì chắc chắn nó sẽ có những cái phiên điều chỉnh giá, giá nó sẽ tăng giảm theo thị trường, hoặc là theo cái số lượng cổ phiếu mà các cái nhà đầu tư người ta mua vào. Thị trường đã nói đi đầu tư là không thể nào mà chắc chắn 100% lợi nhuận hết anh. Bên em á, thì khi mà anh và anh đầu tư á, thì bên em sẽ có bài toán quản trị rủi ro cho mình để đảm bảo cái tài khoản của mình nằm ở cái mức an toàn. Ví dụ như bây giờ anh vào anh đầu tư đúng không, với mức vốn là 2.000 anh có thể mua được 200 300 cổ phiếu Siemens, nhưng mà tại sao lúc nãy em không hỗ trợ cho anh mua 200 300 cổ phiếu Siemens mà em chỉ hỗ trợ cho anh là mua 150 cổ phiếu Siemens thôi? Tại vì khi mà mình mua cái cổ phiếu với cái khối lượng mà nó thấp á, thì cái rủi ro của mình nó cũng sẽ giảm. Anh ơi, em nói anh nghe có kịp không? Em thấy anh Thọ có nói là chưa còn đang nghe, mà khi nào hết tiết học rồi báo Zalo. Là anh chưa add Zalo em đúng không? À, anh Chí ơi, em thấy là anh ở đây á, là mình cũng đang có nhu cầu là muốn đầu tư vào, thì không biết là hiện tại bạn nào để hỗ trợ cho mình á. Nếu mà anh có vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp các bạn nhân viên hỗ trợ cho mình, để mà mình được hỗ trợ những cái bài toán quản trị vốn, để các bạn hỗ trợ cho mình tốt hơn. Còn không á, thì anh có thể liên hệ Zalo cho em nha. Cái số Zalo thì lúc nãy em có gửi lên cho anh rồi á.
Dạ, em thấy chị Thu ở đây có hỏi là mua vào bán ra trong ngày được không em? Và phí phải trả cho DK là bao nhiêu trên 100 cổ phiếu? Dạ, mình mua, mình giao dịch trong phiên vẫn được nha chị. Tại vì phiên của mình nó mở vào lúc 3:05 chiều và kết thúc vào lúc 11:30 tối. Thì ví dụ như bây giờ chị về chị đặt lệnh mua 100 cổ phiếu Siemens tại mức giá là 129 đúng không? Thì khi mà nó tăng từ 129 mà nó tăng lên 132, tức có nghĩa là mỗi cổ phiếu mà nó tăng 3 giá trên một cổ, 100 cổ phiếu mình lợi nhuận là 300 đô. Thì khi đó nó đã đạt được cái mức lợi nhuận mong muốn một ngày của mình rồi, thì mình sẽ chốt cái lệnh đó trong phiên được. Trong phiên thì mình chốt được nha chị, chứ còn mà ra ngoài phiên á, sau 11 rưỡi là mình không chốt lệnh được nha. Phí phải trả cho DK là bao nhiêu trên 100 cổ phiếu? Thì ở đây á, mình chỉ tốn phí giao dịch trên 100 cổ phiếu của Siemens thôi chị ha. Chị ơi, cái phí giao dịch đó dành cho một cổ phiếu Siemens đó là 0,76 đô trên một cổ phiếu á chị. Và mỗi một cổ phiếu á, chị lời 3 giá, 100 cổ phiếu, chị lời là 300 đô. Mà mỗi cái giá, cái phí mình phải trả là chỉ có 76 đô thôi chị. Là mình vẫn còn lời là 224 đô. Chị Thu ơi, em chia sẻ như vậy á, chị có theo dõi kịp không chị? Dạ, em cảm ơn anh Dũng nha. À, chị Thu ơi, thì tí nữa thì sau lớp học này em sẽ liên hệ để hỗ trợ thêm cho mình ha, về thị trường á chị ha, cũng như là cái sản phẩm mà hiện tại nãy giờ em có chia sẻ trên đây luôn á. Dạ, hiện tại thì không biết là anh có anh chị nào có câu hỏi cần đặt thêm không ạ? Thì em giải đáp luôn cho mình nha. Tại vì mình tầm khoảng là 8 giờ 10 phút là lớp học bên em sẽ kết thúc á. Ta muốn bảo là cái lớp đi lên đấy, đi lên nó hơi sốt, sốt thì con nằm đi. Làm sao mà quấy mẹ mua đầm để ấy. Dạ, em thấy là anh Hội Quyền có khen em nè, em cảm ơn anh nha. À dạ. Em thấy anh họ có hỏi là không biết là mình có một video nào tương tự không để gửi Zalo không á. Dạ anh, thì sau cái lớp học này á, thì mình sẽ có một cái record, tức là một cái link phát lại lớp học á, thì em sẽ nhờ nhân viên hỗ trợ gửi lại cho anh ha. Dạ. Giọng nói dễ thương quá, em cảm ơn chị Thu. À, dạ anh Kate Pro á, em thấy là anh có nói là gửi lại record lớp học dùm nha. Anh về hơi muộn. Anh ơi, anh tên gì á, mình comment lên giúp em để em biết đường liên hệ lại cho mình á anh. À, anh Thọ có kêu là tại vô lớp học trễ, học có tiếng
có nổi tiếng mà nhà cái bên này hát karaoke không nghe được gì hết. Dạ không sao anh, sau lớp học này á thì bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ gọi lại lớp học cho mình nha. Alo, anh Văn đúng không anh? Dạ, anh ơi hiện tại là bạn nào đang hỗ trợ cho mình á? À dạ rồi, không sao anh ha, thì có gì em sẽ nhờ bạn Trâm mới gửi lại cái link lớp học cho mình nha. Dạ, thì em cũng xin phép kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây. Dạ, thì anh chị nào mà mình có những cái vấn đề thắc mắc cần được giải đáp sau cái buổi học này á, thì mình vui lòng liên hệ các bạn nhân viên để được hỗ trợ. Không thì mình vui lòng nhắn qua cái số điện thoại Zalo của em là 0374422553 để em hỗ trợ cho mình trong quá trình tìm hiểu và đầu tư thị trường này ha. Dạ, chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ nha. Dạ, em chào anh chị.